Giảm sức lên cho anh chị một con len Fuji 50-140 khẩu 2.8, hàng qua sử dụng. Về phần ngoại hình len sẽ còn khá là đẹp như thế này, phần collarin chưa có bị trầy, còn phần cao su của len thì vẫn còn nhẵn đẹp, không có bị cấn nứt mẻ. Chữ 50-140 chữ rất là trắng luôn ha. Còn về phòng vượt cái vòng khẩu này còn khá là tanh tách, ngoại hình thì chưa có bị cấn nứt mẻ. Phần hút len sẽ là hút zin cáp trước, cáp sau và hút zin. Còn kính len của mình là sẽ không có bị trầy, cáp trước là cáp zin luôn anh chị ha. Kính len sẽ không có bị trầy, kính sạch sẽ trong veo. Kính sau còn rất là sạch luôn, nhàm len không có bị cấn mớp, chữ nghĩa rõ ràng. Ok, mình cùng ngắm em nó ha. Thì đây là con 50-140 hàng qua sử dụng. Thời điểm này á, len hàng qua sử dụng này có giá đang là 21,9 triệu, chữ nghĩa còn đẹp rõ ràng hết anh chị nha, còn rất là keng hết, kính không có bị trầy. Còn ở bên trong thì không có bị mốc hay để che gì cả. Len sẽ được bảo hành là 6 tháng 7 ngày đầu, bao test đổi trả nếu có lỗi. Ok, ngoại hình con này còn keng, rất đẹp. Ok, ngoại hình con này rất đẹp luôn chị ha.